Từ từ đi rồi đó. Hai cho hai dì cháu mày đi từ từ đi ha. À, kỷ niệm hôm nay 28 tây tháng 6 2022, đoàn mình bắt đầu đi tới gần đá đĩa. Này nè, con đứng đây mày chụp hình nè con cho. À, con gái Phương Linh, con gái lớn Winnie Lê, đây là con gái lớn của Linh. Nè thấy thấy đứng nhìn qua thấy. Mẹ mẹ chụp hình này nha. Mẹ nhìn lên mẹ chụp hình nè. Rồi đấy. Chụp hình thôi chứ không ai. Rồi nè. Rồi. Con xuống dưới đó thì mày chụp đây cho. Thế thế con mẹ đứng đây chị cảm chụm tấm đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.